Vũ điệu đối với tôi đó chỉ là niềm đam mê, không phải là nghề nghiệp. Sân khấu của tôi ở khắp mọi nơi. Nhảy, nhảy, nhảy. Tôi đã tìm được chính mình. Còn bạn? Be you with Honda. Nó giống như việc tâm hồn tôi được giải phóng và ca hát chính là tôi. Âm nhạc làm cho cuộc sống của tôi phong phú hơn. Tôi đã tìm được chính mình. Còn bạn? Be you with Honda.